Hôm trước thì chúng mình đã học đang học bài 5 đúng không nào? Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm phần bài tập nhé, ôn tập phần bài tập nhé. Hôm trước Lucy nghỉ đúng không nào? Giờ cô mời Nhật Nam đọc lại cho cô các từ mới ở phần 5B nào. Cô ơi, Ơi, không bật mic được rồi. Con đọc lại. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, hôm nay, hôm qua, ngày mai. ơi con giỏi lắm, con đọc rất là rõ ràng. Bây giờ Nhật Nam lại đọc tiếp cho cô cái bài số số 8. Số 8 nó đọc đoạn văn đấy, con đọc đi. Tớ tên là Quốc, tớ học ở trường Minh. Thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật tớ không đi học. Chiều thứ sáu tớ đọc sách ở thư viện. Sáng thứ bảy và chủ nhật tớ học ở nhà. Chiều chủ nhật này tớ đá bóng và thả diều ở công viên. Giỏi lắm. Ôi, con chảy nước mũi rồi à, để con đi lau đi. À, ôi dồi ôi, thì con đi lau nhá. Chảy nước mũi vẫn cố gắng đọc bài, con giỏi quá. Chúng ta hôm nay sẽ làm bài tập nhé. Bài tập phần 5B và 5A thì chúng ta sẽ làm phần 5A trước này. Năm. Các bạn mà có sách mới thì chúng ta sẽ mở cái phần bài 5 này ra nhé. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta có phần một nhỏ. Nhìn hình và khoanh tròn từ đúng. Nhìn hình và khoanh tròn từ đúng này.
Nào, các bạn nhìn này. Tức là chúng ta sẽ nhìn vào các hình ảnh này và chọn cho cô một từ đúng phù hợp với hình ảnh. Hôm nay cô xem nào, danh sách lớp mình sẽ gồm có những bạn nào đây. Để cô sẽ gọi lần lượt từng bạn một nhá. Bạn nào cô cũng gọi. Hôm nay chúng ta có nè. Eliza này. Cô xin mời bạn Hải Anh à. Chọn cho cô đáp án một. Dạ là À, là buổi sáng đúng không nào? Sáng. Rồi. Cô xin mời Lucy câu 2. tối. Tối, đúng rồi. Cô xin mời Ngọc Lan câu 3. Như là À đúng rồi, đi làm. Cô xin mời Ngọc An câu 4. du lịch chơi À giây, giây hay phút nào? Con chọn đáp án gì ở câu này? À con? đọc to đấy. À phút, đúng rồi, giỏi lắm. Nào, tiếp câu số 5. Xin mời bạn Elisa. Chào. Câu số 5 đi mà. Giờ hay là đi? Chào. Đây cơ mà. Giờ hay là đi du lịch nào? Đi du lịch. À, đi du lịch, đúng rồi. Tiếp này. Bài 2 là hoàn thành câu. Bài 2 là hoàn thành câu này. Chúng ta sẽ có các từ ở trong ô màu xanh. Và bây giờ các bạn sẽ phải chọn các từ ở trong ô màu xanh này để các bạn điền vào câu 1, câu 2, câu 3 và câu 4. Được chưa nào? Đó, thì chúng mình sẽ cùng nhau điền nhé. À, cô gọi tiếp này. Cô xin mời Ben. Ben câu 1 nào. Bây giờ là sáu Bây giờ là 6:30. à 6:30. Đúng rồi. Tìm ở đây. Tiếp nào con. Còn nữa. À tiếp là bạn Layla nào. Là 8:23. Bây giờ là 7:30 gì? Đi
Bây giờ là 7:30 nào? Sáng hay tối nào? Sáng. Bây giờ 30 phút sáng à? Bây giờ 30 phút sáng thì là giờ mình xem tivi hay giờ mình đi học con nhỉ? Tươi. Đúng rồi, phải là buổi tối. Tối này đó, cô phải tạm thời tắt cam một tí để tránh tránh lag mạng nhé, bởi vì là cái mạng internet nhà cô thỉnh thoảng là nó hay bị chập chờn. Nào, câu số 3, câu số 3 xin mời, câu số 3 này xin mời Mina. Bây giờ là 5 giờ chiều. Bây giờ là 5 giờ chiều. Nói to lên nha. Cứ nói. Bây giờ là 5 giờ chiều, giỏi lắm. Chính xác là bây giờ phải điền vào đây chưa nào. Tiếp câu số 4, câu số 4 cô xin mời bạn Nhật Nam. Con bông. Bây giờ là 9 giờ sáng. Bố đi làm. Bây giờ là 9 giờ sáng, bố đi làm. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo câu số 5. Câu số 5 xin mời bạn Thảo Lam nào. Đi dây Bây giờ là bây giờ là 10 giờ tối, bó đi ngủ. con giỏi lắm, bố đi ngủ đúng chưa nào đây đó, giỏi ơi là giỏi luôn. Tiếp theo là đến bài điền dấu này, các con nhìn thấy ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 từ nhưng mà đều thiếu dấu, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là phải điền dấu vào được chưa nào. Cô sẽ lại gọi các bạn nhé. Nào, cô xin mời bạn Hải Anh. Dạ dấu sắc Dấu sắc hình từ gì con nhỉ? à. Ừ, dấu sắc, điền dấu sắc vào chúng ta có từ gì đấy? Chữ A Thành chữ gì? trên chữ A Đúng rồi, trên chữ A nhưng mà sau khi điền xong thì chúng ta có từ gì? Con đọc từ đó lên nào. dạ là sáng. Đúng rồi, giỏi lắm. Là điền thêm dấu sắc chúng ta có từ sáng. Nào, cô xin mời bạn Eliza câu số 2. Sáng tôi đi làm với
Put the to Không, đây là từ này cơ mà, cái từ mà cô đang đang ở đây, con điền dấu gì vào từ này? thôi. Ừ, con điền dấu gì nào? Con điền từ gì, dấu gì vào đây? Dấu sắc hay là dấu huyền? Sáng. Sáng rồi, sáng điền dấu rồi, giờ từ từ này con điền dấu gì? Nào. Đúng rồi, thế mình sẽ điền dấu gì con nhỉ? Mình sẽ điền dấu sắc vào để cho nó thành tối đúng không nào? Đó, Eliza có nhiều cố gắng đấy, từ tiến bộ đấy, cho nên là đợt này cố gắng lên nhá, học giỏi tiếng Việt lên nhá. Nào, tiếp theo cô xin mời Layla. Cô xin mời Layla nào. Nào, con điền dấu gì vào đây? Đang có là đi lam. Đó, thế thì bây giờ mình điền dấu gì con nhỉ? Con điền dấu gì nào? Đi lắm. Đúng rồi, giỏi lắm. Dấu gì con nhỉ? Đi làm đúng không? Nào, thế bây giờ bạn Layla còn đang suy nghĩ một chút thì bạn Lucy trả lời thay được không nào? Đi làm Đúng rồi, đúng con điền dấu gì nào? cái gì đi xem vô quyền À, đúng rồi nha đó vô quyền phải lắm, là dấu huyền, được chưa nào? Rồi, tiếp theo cô xin mời Ngọc Lan. Cái dấu gì, con điền dấu gì đây? dấu sách. Đúng rồi. Nào, cô xin mời Ngọc An luôn, điền cho cô từ cuối cùng nào. Du lịch. À, đi du lịch luôn. Dấu gì ở con nhỉ? Dấu này ở chỗ lịch. À, dấu gì? Dấu nó nặng đúng không nào? Dấu nặng ở đây. Đó, bài này sẽ là bài mà chúng ta thường hay gặp lúng túng một chút, nhưng mà không sao, bởi vì là các bạn đều đã rất điền rất là đúng rồi. Bây giờ cô xin mời một bạn đọc cho cô toàn bộ những từ mới này nhé. Nào, cô xin mời bạn cô xin mời bạn Layla đọc nào. Đọc cho cô các từ mới này nào. Layla bật mic chưa? Anh Con đọc đi. tôi đi làm food đi du À, đi du lịch được chưa nào? lịch. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sang bài số 4 này, nhìn hình và chọn câu đúng.
Ở đây cả mỗi một hình ảnh sẽ đều có hai câu. Mỗi một hình ảnh sẽ đều có hai câu. Và chúng ta chỉ được chọn một câu đúng mà thôi. Được chưa nào? Bây giờ cô xin mời bạn bạn Nam đầu tiên nào. Nhật Nam chọn cho cô câu một nào. Đây chính là lớp học ở đâu chứ? Nhìn cho kỹ vào. Ở London bây giờ là 9 giờ tối. Ở London bây giờ là 10 giờ kém 15 phút. Là chúng ta phải nhìn vào cái đồng hồ này để chúng ta chọn câu đúng các con nhé. Vâng. Ở London bây giờ là 9 giờ tối. À đúng rồi, là 9 giờ tối đúng không nào? Cảm ơn con. Ở câu số 2, câu số 2 là Tokyo đây này. Cô mời Ben. Vâng. Ở Tokyo bây giờ là 5 giờ chiều. Đúng rồi. Thế ở Nhật Bản của Ben bây giờ đang là mấy giờ? Đang là ở Osaka bây giờ là 8 giờ. 8 giờ 26 phút sáng. À đúng rồi, cảm ơn con. Tiếp theo cô xin mời bạn Mina. Khi nào giờ cô? Đây hình này. Ở suy ôi bây giờ là và 9 giờ rưỡi Ừ, mình nhìn vào đồng hồ này xem có phải nó là 9 rưỡi không nhỉ? Ngồi đây. là 11 giờ 40 phút. Đúng rồi, chị Un bây giờ là 11 giờ 40 phút nào. Tiếp theo cô xin mời Thảo Lam. Dạ, đau vậy cơ? Đây hình này con, đây này à. Câu đây này. Ở Mỹ bây giờ là 9 giờ 20 phút sáng. Ừ, 9 giờ 20 phút sáng, giỏi lắm. Ở Paris bây giờ là 9 giờ 20 phút sáng và chúng ta nhìn thấy cái tháp Eiffel đây này đúng không nào? Là biểu tượng của nước Pháp. Và cuối cùng là Hà Nội, thủ đô của chúng ta. Một cái đồng hồ cuối cùng. Cô xin mời bạn Lucy điền cho cô câu này nào. Ở Hà Nội bây giờ là 8 giờ sáng. À, ở Hà Nội bây giờ là 8 giờ sáng. Đúng rồi, con giỏi lắm. Hôm nay Lucy có về Hà Nội chơi nữa không nào? Dạ không, dạ không, cô. Không à? Đấy, lần nào Lucy, cô nhìn thấy Lucy cao hơn rất là nhiều rồi đấy. Bây giờ này, câu số 1. Phần B, nhìn hình và khoanh tròn từ đúng. Chúng ta thấy có rất là nhiều tờ lịch ở đây đúng không nào? Đó, chúng ta phải nhìn kỹ nhá. Ví dụ là cái chữ hôm nay này, xong với khoanh tròn vào cái hôm nay là mùng 3 và khoanh tròn vào mùng 4, vậy thì nó sẽ là cái gì? Là thứ hai hay là ngày mai? Thì chúng ta phải nhìn kỹ vào những cái hình ảnh này để chúng ta chọn đáp án đúng nhá. À, trước hết là cô xin mời bạn Hải Anh.
chọn cho cô câu 1 nào. À, anh đâu rồi? À, thì bạn Hải Anh đang bận rồi thì cô xin mời bạn Layla. Ngày mai. À, là ngày mai, chính xác rồi, giỏi lắm. Tiếp theo cô xin mời bạn Eliza nào. Eliza đâu rồi? Eliza cũng đang bận rồi. Thế thì cô lại xin mời bạn Ngọc Lan nào. Hôm nay À, hôm nay đúng không nào? Rồi. Xin mời bạn Ngọc An nào. Chào. chủ nhật À, chủ nhật đúng rồi. Xin mời Ngọc An câu tiếp theo nào. Thứ ba đúng rồi. Cô xin mời bạn là Nam câu tiếp theo nào. hôm qua À, là hôm qua đúng không nào? Đó, rất là tốt luôn. Rồi chúng mình sang bài 2 là hoàn thành câu. Bài 2 này, hoàn thành câu này. Được chưa nào? Bài 2 hoàn thành câu. Thế thì bài này lại không có từ gợi ý ở trong ô vuông nữa mà chúng ta sẽ phải tự điền. Vậy thì bây giờ nhá, cô xin mời các bạn lần lượt cùng suy nghĩ và điền cho cô nào. À, cô xin mời bạn Ben câu số 1. Vâng. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai À, hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai. Nào tiếp. Câu số 2, cô xin mời bạn Thảo Lam. Ngày mai là thứ mấy? Ngày mai là thứ ba. À, ngày mai là thứ ba, đúng rồi. Cô xin mời bạn Mina câu 3. Hôm qua là thứ mấy? Hôm qua là chủ nhật. Hôm qua là chủ nhật rồi. Tiếp nào, cô xin mời câu 4 nào. Câu số 4 là xin mời bạn Lucy. Thứ bảy mẹ có đi làm không? Không, thứ bảy mẹ không đi làm. Thứ bảy mẹ không đi làm, được chưa nào? Rồi, tiếp theo câu số 5, cô xin mời bạn Hải Anh nào. Hải Anh có đây chưa? Anh điền cho cô biết nào. Nhật.
Nhật này chữ Nhật này đọc tiếp đi con. Nhật này gia đình Nam có đi chấm chấm chấm. Gia đình Nam có đi gì à? Chấm 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 này xong câu thứ hai là có chấm 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 này gia đình Nam có đi du lịch. Mẹ đỡ cho có đi du lịch không? Có gia đình có chấm 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 có chủ nhật này thì gia đình Nam có đi du lịch. À đúng rồi, các bạn thấy lớp mình có nhiều người học giỏi không nào? Các bạn điền rất là đúng, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sang bài 3 là bài điền dấu nhé. Bài điền dấu cô xin mời bạn Layla nào, điền cho cô câu 1 nào. Chữ ngay mai là chúng ta đang thiếu từ gì nhỉ? Nào, Layla đâu con? Layla đang bận rồi à? Layla đang bận đúng không nào? Vậy thì Eliza à Layla điền được chưa? Layla điền cho cô xem. Ngày mai thì con sẽ điền dấu gì vào đây nào? Dấu huyền. Dấu huyền đúng rồi, dấu huyền đúng không nào? Thì nó sẽ có chữ là ngày mai đó, giỏi lắm. Cô xin mời bạn Eliza điền cho cô nào, chúng ta đang có chu nhật, thế thì chúng ta phải điền dấu gì vào đây nào? Chủ nhật. Đúng rồi. Dấu gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo cô xin mời bạn làm Cháu chưa đi điểm dấu. điền mời bạn Ben nhé. Chúng ta đang có thư sau thì con sẽ điền từ gì nào? Dấu sắc ạ. Dấu sắc ở đâu nào? Đó. Tiếp nào, ta có từ thư bay thì điền cái gì đây nào? Cô xin mời bạn Ngọc Lan. Thứ bảy. Thứ bảy đúng rồi. Cuối cùng, từ cuối cùng, xin mời Ngọc An. Thứ tư. Dấu sắc. Dấu sắc. Thứ tư, đúng rồi. Giỏi lắm luôn. Nhờ Thư chụp ảnh cái trang này gửi lại lên trên nhóm để cho các ba mẹ còn biết được con học bài nào nhé. Dạ rồi. Rồi rồi, cảm ơn Thư. Tiếp theo này.
Giờ chúng mình sẽ trả lời câu hỏi này. Đó, trả lời câu hỏi này. Các con có nhìn thấy cái bảng này không? Hôm nay là thứ tư này, thì đi học này. Đó, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật này. Đấy, thứ hai đi học, thứ ba đi học, thứ tư đi học, thứ năm đi học, thứ sáu đi học, thứ bảy thì sáng đi công viên, buổi chiều thì đọc sách, chủ nhật thì sáng đá bóng và chiều thả diều. Được không nào? Thế thì cái ngày hôm nay là ngày được bôi đỏ đây đúng không nào? Rồi chúng ta cùng lần lượt trả lời câu hỏi nhé. Nào, câu hỏi số 1 cô xin mời Nam là hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ bốn, À, thứ hôm tư. nay là thứ tư đúng chưa nào? Con giỏi lắm. Tiếp theo câu số 2, cô xin mời bạn Mina. Qua là thứ ba. À, hôm qua là thứ ba đúng không nào? Nào, tiếp theo câu số 3, cô xin mời bạn Thảo Lam, Mina và Thảo Lam, hai chị em. Ngày mai là thứ mấy? Ngày mai là thứ năm. À đúng rồi. Ngày mai là thứ năm. Giỏi lắm. Tiếp theo. À, thứ bảy Nam có đi công viên không? Cô xin mời Ben trả lời nào. Thứ bảy Nam có đi công viên không? Thứ bảy Nam công viên không? Bảy Nam có đi công viên không? Eliza có trả lời được không? Eliza trả lời đi nào. Con ơi, nhanh lên nào. Dạ. Con đặt trả lời câu số 7 đi. À, câu số 4 đi. Đang thôi muốn đi đến công Thứ Thứ bảy là năm. bảy Nam có Thứ đi công viên bảy là năm có không? đi Đang với thôi muốn đi đến công viên. Ừ, có thứ bảy Nam có đi công viên đúng không nào? Rồi. Tiếp theo. Thứ năm này. Tô năm này.
Chủ nhật Nam có đi đá bóng không? Cô xin mời Lucy trả lời nào. Chủ nhật Nam có đá bóng không? Dạ, Nam có đá bóng. Có. Chủ nhật Nam có đá bóng. Đó, đây là cái phần mà chúng ta đã học đúng không nào? Bây giờ còn ít phút nữa, mời chị Thư sẽ chia sẻ cái phần bài tập của các em nhé. Cô Quỳnh sẽ phải out sớm một chút, nhờ Thư cho chia sẻ bài tập và nhận xét bài tập cho các em nhé. Tại vì tuần này và tuần tuần sau đấy, là các sáng chủ nhật cô Quỳnh phải vào trường. Cho nên là cô sẽ out sớm một chút. Thư cho các em trả bài cho các em nốt giúp cô nhé. Rồi, cô chào các con và cô hẹn các con buổi sau nhé. Bài tập về nhà lần này thì chát nữa chị Thư giao cho các em là phải viết một đoạn văn nói về ngày cuối tuần của mình, kể về ngày cuối tuần của mình nhé. Rồi đọc đoạn văn đó lên. Ôi. Cô ơi, nhưng mà phải sang thứ hai mới có hả? Sang thứ hai cháu mới biết được tại sao, tại vì tuần thứ hai mới bắt đầu. Mấy bạn tranh thủ nộp bài trước chủ nhật tuần sau nha. Đây là bài viết của bạn Ben. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Ben, tôi 8 tuổi, tôi đang sống ở Nhật Bản. Bây giờ tôi sẽ hát bài cả tuần đến ngoan. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng cho ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu đến rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiêu ngoan. Chủ nhật cả nhà đến vì vui vì bé ngoan suốt tuần. Cháu đọc, cháu hát xong rồi ạ. Bên để ý cái chữ ở đây là chữ đều nha. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Ben, tôi 8 tuổi, tôi đang sống ở Nhật Bản. Con bây giờ con sẽ hát bài cả tuần đều ngoan. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiêu, bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Con hát xong rồi ạ. Con làm bài tập cho cô. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cô cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cũng cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, có cô cho bé phiếu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Con chào cô, con chào các bạn. Bài hình của bạn Gia Đạt, bài viết của bạn Ngọc An.
Bài viết của bạn Ngọc Lan. Con chào cô và các bạn. Con tên là Ngô Ngọc Lan. Con chào cô và các bạn. Con tên là Ngô Ngọc Lan. Bây giờ con xin hát bài Cả tuần đều ngoan. Thứ hai là ngày đầu tuần, để khơi cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Ăn vào tay thứ à. Sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phim văn ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì văn ngoan suốt tuần. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé khơi cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phim văn ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì văn ngoan suốt tuần. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé khơi cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phim văn ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì văn ngoan suốt tuần. Con xin hết ạ. À? Con xin hết ạ. À. Em chào cô. Mình chào các bạn. Em tên là Tuấn Kỳ. Em 8 tuổi. Em đang sống ở Nhật Bản. Hôm nay em sẽ hát bài Cả tuần đều ngoan. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng trong ngoan. Thứ ba, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu lại đến thứ bảy, có cho bé hiếu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Cô ơi, cô hát xong rồi ạ. À. Bye bye. Bài viết của bạn Tuấn Kiệt. Bài 1. Con chào cô, mình chào các bạn. Mình bây giờ hát bài Cả tuần đều ngoan. Là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ năm, ngày nào con luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiêu bé ngoan.
Chủ nhật cả nhà sẽ vui vì bé ngoan suốt tuần. Ok. Nghe bài viết và bài hát cô bạn Nhật Nam. Bài viết của bạn Hải Anh. Con chào cô, mình chào các bạn. Con tên là Hải Anh, con sống ở Nhật Bản. Bây giờ con sẽ học bài cả tuần đều ngoan. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cùng luôn cố gắng. Thứ sau rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiêu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Con nói xong rồi ạ. Bye bye. Xin chào các bạn. Lucy hát bài cả tuần đều ngoan. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiêu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Xin chào cô. Đây là bài viết của bạn Lucy. Mình nhắc lại nha, bài tập về nhà là các bạn viết một đoạn văn và đọc lên đoạn văn kể về ngày cuối tuần của mình. Nhìn chung các bạn làm bài rất là tốt. Hẹn gặp lại các bạn chủ nhật tuần sau. Bye bye, thank you chị Thơ. Thank you các bạn, bye nha. Dạ, cô Đức. Bye bye. Bye bye. Con chào cô. Bye bye. Các bạn. Cô. Rồi. Chào một con cho nhé. Bye bye. Cô em nha. Look it. Look it. Look it rồi thôi, tuần sau thì con. Nha. Yeah. Bye bye. I'm ending. Bye. Bum nha. Yeah. Bye. 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 Can end. And.